Kính thưa quý vị, cà phê mang tên Cộng được tăng thêm khách nhờ báo Nhà nước tố cáo, tin từ Hà Nội. Sau khi bị báo Petro Times, một tờ báo trong hệ thống tuyên truyền của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, chỉ trích quán cà phê Cộng đang có thêm nhiều khách. Tờ Petro Times vừa có một loạt phóng sự hai kỳ kể về quán cà phê Cộng, tọa lạc ở tầng trệt của chung cư 4F thuộc khu đô thị Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Theo tờ báo này, quán cà phê nằm ở vị trí vừa kể chỉ là một quán trong những chuỗi quán cà phê có cùng tên của một ca sĩ tên là Linh Dung. Giống như những nhiều quán cà phê khác, Cộng mở nhạc máy vào ban ngày và có nhạc sống vào ban đêm. Tuy nhiên, lý do khiến tờ báo Petro Times, tờ báo hiện do một cựu đại tá công an làm tổng biên tập, tỏ ra phẫn nộ với Cộng. Cộng có những yếu tố thường thấy trong tuyên truyền của chính quyền ở các quốc gia cộng sản nói chung và Việt Nam nói riêng. Bộ Lenin toàn tập, tuyên bố của những lãnh tụ như Lenin, Hồ Chí Minh được kẻ vẽ thành khẩu hiệu. Song những yếu tố đó được chủ quán tầm thường hóa để gây cười và đó là lý do người ta thích nó. Tại cà phê Cộng, thực đơn được viết bằng tay trên những cuốn sách thuộc bộ Lenin toàn tập. Những tuyên bố của Lenin, Hồ Chí Minh vẫn được sử dụng làm khẩu hiệu như học, học nữa, học mãi, tiến lên, toàn thắng, ắt về ta, được sửa lại thành cộng, cộng nữa, cộng mãi, hoặc ngồi im, toàn thắng, ắt về ta. Cũng theo Petro Times, Cộng được bài trí theo kiểu thời chiến, bàn ghế là các thùng đạn, hình ảnh về chiến tranh, hình ảnh về quân Mỹ, Ngụy được treo khắp tường. Tờ Petro Times nhận định, có thể thấy, việc ngang nhiên xuyên tạc khẩu hiệu của lãnh tụ đáng kính cho thấy sự yếu kém trong nhận thức, vô cảm với chính trị và mù mờ về kiến thức của chủ quán. Trên Internet, nhiều Facebooker tỏ ra tiếc vì không sống tại Hà Nội để đến thăm quán cà phê này sau khi xem qua loạt phóng sự về cà phê Cộng của Petro Times. Một số Facebooker sống tại Hà Nội cho biết, sau loạt bài vừa đề cập, cà phê Cộng đông khách hơn và ai đến cũng thích.